Ngũ quan trên khuôn mặt là phải đầy đủ, mọc đúng chỗ, mọc cân đối. Mắt to, tóc dài. Thế nào là to? Mắt bình thường, mắt mà to, không phải là nhỏ. Em tên là Trần Đình Trí, em sinh năm 1991, em đến từ Phan Thiết. Hiện tại thì em đang là kỹ thuật viên điện thoại của trung tâm chăm sóc di động 24 giờ. Ở đâu em? Dạ ở đường 3 tháng 2 đó chị. Thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Em tên là Quỳnh Thị Tuyết Mai ạ. Em đến từ Tiền Giang và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng ạ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi ạ. Rồi mình cảm nhận về điểm mạnh điểm yếu của mình là như thế nào Mai? Điểm mạnh của em là chắc là vui vẻ và cũng dễ giao lưu, dễ làm quen lắm. Còn điểm yếu thì là em hay nóng tính, là thẳng lắm. Nói chung là cái gì mà em không thích là em sẽ nói thẳng. Không sao, thẳng thắn cũng là một cái tốt mà. Ai hiểu mình thì sẽ chơi với mình thôi. Thẳng thắn không có tốt đâu em. Cũng kiềm chế chút xíu ha. Thẳng vừa vừa thôi. Em trai. Dạ thưa anh, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn những cái món cơ bản. Em rất là chiều bạn nữ. Bạn nữ nào cũng chiều hết luôn hả? Dạ không, có nghĩa là những dịp như 8 tháng 3 hoặc là những cái dịp mà 20 tháng 10 là em đều gửi những lời chúc cho các bạn nữ. Gửi nhiều lắm. Dạ. Ga lăng á, gọi là ga lăng đó ha. Điểm yếu của em còn gì nữa? Dạ thưa chị, điểm yếu của em có lẽ là có thể là tính em quá nhút nhát trước người khác giới, trước người bạn khác giới. Đặc biệt là em rất là ngại bày tỏ tình cảm của mình trước người mà mình thích. Thật thà nữa, thật thà cũng là một cái điểm yếu của em nữa. Thật quá cũng thiệt hại cho mình ha. Có sao nói vậy người ơi. Tình trường mình thì sao em, Mai? Dạ, em trải qua được 2 mối tình rồi chị. Chia tay cách đây cũng khoảng hơn 1 năm rồi chị. Lý do tại sao chia tay? Lý do là anh ấy rất là tốt, nhưng mà có những điểm mà anh ấy có thể là chưa tốt lắm mà em thì không thể chấp nhận được. Và em cũng vậy, có thể là những cái tính của em cũng chưa tốt để anh ấy có thể mà sửa đổi vì em. Mình phải biết rút ra cái kinh nghiệm để mình có mối tình tiếp theo á, mình biết mình chỉnh sửa được. Dạ. Rồi em trai, em được mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh, em có 3 mối tình nhưng tất cả chỉ là tình đơn phương thôi anh. Trời. Yêu đơn phương không đơn hả? Phương gì mà 3 mối dữ vậy em? Có nghĩa là em thích người ta nhưng mà không biết người ta có thích em hay không. Em có bật đèn xanh cho ta biết không? Dạ dạ thì em cũng có những ngày lễ em cũng có tặng quà cho mấy bạn đó. Tặng quà hả? Quà bình thường có tặng cái gì nó đặc biệt không? Dạ chưa. Thấy chưa, đôi khi ta tưởng đâu em tặng quà là một người bạn bình thường thôi. Dạ. Phải có gì đặc biệt á, coi như là mở đèn xanh cho ta biết là mình đang để ý người ta. Rút kinh nghiệm một chút xíu, cô này là nói thẳng luôn nha. Quà thấy cổ là ô trời ơi, dễ thương quá, anh yêu em quá. Bây giờ nè, mẫu người em muốn là người như thế nào để chị qua chị kiểm tra, chị xem giùm cho em. Dạ về chiều cao á thì cao khoảng 1m7. 1m7 có 1m7. Em cao 1m76 luôn chị. Rồi được. Về khuôn mặt á thì ngũ quan trên khuôn mặt á là phải đầy đủ và mọc đúng chỗ, mọc cân đối nha anh. Cái gì mọc đúng chỗ, mọc cân đối là sao? Tức là những cái cấu tạo trên khuôn mặt nó phải đúng vị trí á chị. Không lẽ cái lỗ mũi mặt mọc ngay cái trán mà không đúng vị trí. Cái này tiêu chuẩn lạ quá ta. Bên kia. Em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Dạ thưa anh, em muốn tìm một người phụ nữ giỏi việc nội trợ. Bạn nữ đó mắt to, tóc dài. Mắt to, thế nào là to? Dạ chẳng hạn như mắt bình thường, mắt mà to á, không phải là nhỏ. Người ta gọi hay gọi là mắt bò đó. Trời. Mắt bò là không phải thiệt, mắt đẹp như mắt bò tức là long lanh nó to rồi đó. Mắt mắt bò gì trời. Rồi còn gì nữa em? Dạ bạn nữ đó bình thường thôi anh, có nghĩa là không có trang điểm đậm quá, bình thường thôi. Có nghĩa là không thích trang điểm đậm hả? Dạ. Qua kìa. Anh biết mà. Em chào chị ạ. Vậy là đậm hay là lạc hay là bình thường? Dạ em nghĩ là bình thường đó chị. Không có đâu. Nói thiệt đi, mình thật thà mình nói thiệt đi. Nói thiệt đi. Dạ em nghĩ chị như vậy là đẹp rồi ạ. Đẹp rồi phải không? Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn nữ mà quá nhiều chuyện á chị. Có nghĩa là chuyện gì cũng đi nói á chị. Bà Tám. Dạ bà Tám. Dạ. Thôi em chỉ vậy thôi. Trời ơi, nãy giờ tôi đứng im tôi có nói gì đâu trời. Một hồi nữa gặp bạn gái rồi làm sao mà nói chuyện được. Phải tự tin lên. Nếu mà em quen được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Dạ có thể là năm sau chị ạ. Năm sau chuẩn dạ. Bị mọi thứ chưa? Dạ rồi chị ạ. Lấy nhau về mình lập nghiệp ở đâu? Mình sống ở đâu? Dạ hiện tại thì em ở Sài Gòn nhưng mà có thể tương lai là em sẽ về Phan Thiết ạ. Tương lai là bao lâu? Tương lai gần hay tương lai xa? Dạ có thể là năm sau, có thể là năm sau. Có nghĩa lấy vợ xong mình sẽ đưa về Phan Thiết? Dạ, em nghĩ là có thể vậy ạ. Vậy là cái này em phải hỏi bên kia trao đúng đổi không? Với bên bạn gái bên này coi bạn gái có đồng ý cái như vậy hay không. 80% là hai bạn có thể hợp với nhau.
Còn cái vấn đề mà đi về Phan Thiết thì cái đó em phải trực tiếp em trao đổi, cũng hơi khó cho em á. Dạ. Chắc biết đâu quay phải thích Phan Thiết thì sao nha. Rồi. Ồ, chào em gái xinh đẹp. Nói cho anh bên đây anh hiền lắm, nhưng mà có một vấn đề nãy giờ hai bên trao đổi là anh về Phan Thiết đó. Dạ. Thấy sao? Thì nếu như mà thương nhau thì anh đi đâu em đi đó thôi. Làm dâu ổn không em? Nấu ăn đồ ổn không? Chuyện làm dâu thì bình thường chị, tại vì em suy nghĩ thế này, chồng em cũng là do ba mẹ em ảnh nuôi ảnh, rồi sinh ra ảnh, rồi cho ảnh hình hài, cho ảnh sức khỏe. Thì bây giờ mình thương ảnh thì mình phải luôn thương luôn gia đình của ảnh. Hay quá. Việc làm dâu thì không khó. Chịu em gái được rồi đó. Chịu rồi đó. Thôi em. Em có món quà tặng anh. Hôm nay anh có chuẩn bị cái món quà này tặng cho em. Anh chuẩn bị rất lâu rồi. Cái này là anh tự cống hay sao mà là chuẩn bị rất lâu? Anh mua nhưng mà anh mua cũng lâu rồi. Rồi cảm ơn anh ạ. Ủa là mua vỏ bông này lâu rồi hả? Mua lâu rồi chị. Mua mấy ngày rồi em? Dạ cách đây 3 ngày ạ. Cách đây 3 ngày hả? Thiệt thà tới mức vậy luôn vậy đó. Nhưng mà lý do tại sao phải mua trước 3 ngày? Tại vì em chuẩn bị trước ạ. Kỹ tính vậy hả? Lo hả? Sợ bữa nay ngoài chợ hết bông. 2 phút bắt đầu. Nãy giờ không biết là nãy giờ em đã có những cái cảm nhận về anh như thế nào rồi? Em hiện tại thì em cảm nhận anh rất là run, thấy anh hồi hộp lắm, nhưng mà anh cứ thoải mái đi. Lúc đầu thì anh hơi run vậy á, nhưng mà sau này thì anh tự nhiên là anh bình thường lại à. Thôi giờ hát bài cho hết run đi. Hôm nay anh đến với chương trình thì anh có chuẩn bị một cái bài hát Yêu Em Thương Em, anh hát một đoạn tặng em. Đứng dậy. Đứng kế bên nhìn hát cho đỡ run đó. Nhìn vô mắt bạn gái nha. Yêu em, anh thương em, anh sẽ nắm lấy đôi tay em, đưa anh đi thật xa, không lo gì nhé. Chỉ cần nơi đó có anh là có em. Tiếp tục. Dạ hết rồi. Trời ơi. Đang hay mà. Đáp lại không em, đáp lại không? Em gửi tặng quý vị khán giả một đoạn trong ca khúc Khúc Hát Ân Tình. Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông sông dài, tìm đến nơi này một nhà thân ai ơi. Tình bắt xin nam là xin, tình chung muôn đời ta đắm say. Đây ra rung quá không, hai người nắm tay nhau cảm nhận cái như thế nào vậy đó, nắm thử coi. Hai người nắm tay nhau nào, đừng có ngại gì đó đó, hai người tự cảm nhận coi sao đó. Có thể nói là lần đầu tiên mà gặp em, đặc biệt là nghe giọng hát của em á, con tim anh như muốn tan chảy luôn. Em hát quá hay. Có thấy điện gì chưa? Dạ có ạ. Bây giờ coi như cảm nhận tất cả mọi thứ rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện hẹn đi. Hẹn hò như thế nào, rồi hỏi cái vụ đi về Phan Thiết đó em, thuyết phục bạn gái đi em. Nếu sau này, anh chỉ nói sau này thôi nha, ví dụ anh muốn về Phan Thiết, tại vì ba mẹ anh ở Phan Thiết rồi, thì ý em như thế nào? Như hồi nãy em nói là nếu như mà hai đứa mình thương nhau á, thì anh đi đâu em theo đó, nhưng mà ví dụ như một tháng anh phải cho em về Tiền Giang thăm ba mẹ em lần. À, cái đó là bình thường quá rồi. Thậm chí là ngày nào anh cũng cho em về cũng được thôi. Trời ơi. Phan Thiết Tiền Giang làm như gần sát bên vậy. Dạ. Gì nữa không? Nhanh nhanh đi, còn có 30 giây cuối cùng thôi. Anh thấy em rất là hiền, giọng nói rất là ngọt ngào, rất là dễ thương. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh rất là mến em, đặc biệt là cái giọng hát của em á. Nãy anh lắng nghe giọng hát của em mà trái tim anh á nó rất là nhiều cảm xúc muốn tan chảy. Nào nãy giờ bạn ấy nói hết cảm bạn xúc trai mình là tan chảy nãy giờ hai lần rồi đó. Giờ tới phiên em đi. Cảm nhận của em thì em cũng thấy ảnh cũng dễ mến, cũng dễ gần, có vẻ rất là thật lòng. Tại vì lúc mà anh nắm tay em, anh nắm rất là chặt. Rồi. Rồi hết giờ, đưa tay vào nút bấm đi hai bạn. Suy nghĩ cho kỹ các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ quyết định. Quyết định là chúng ta hướng đến một điều xa hơn, chứ không phải bấm nút để uống cà phê rồi về nghỉ nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Mạnh mẽ lên em. Xin phép chị à. Dạ em xin phép chị. Xin phép gì nói luôn đi. Dạ em xin phép chị cho em hôn chị của em của chị. Dạ
Đúng không? Không đi em.